Thưa quý vị, với gần 570 sản phẩm, tỉnh Quảng Ninh hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Các sản phẩm OCOP của Quảng Ninh ngày càng đa dạng về bao bì, mẫu mã, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và khẳng định được thương hiệu trên thị trường hiện nay. Để lan tỏa và đẩy mạnh quảng bá xúc tiến tiêu thụ, các chủ thể OCOP của tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nhiều những mô hình giới thiệu, trưng bày sản phẩm gắn với trải nghiệm thực tế đối với người dân thủ đô, từ đó quảng bá văn hóa du lịch của địa phương này. Nước mắm, muối gia vị, cốt phở, xá sùng, cùng rất nhiều các sản phẩm OCOP Quảng Ninh từ 3 sao trở lên như trà hoa vàng, hải sản, gạo. Tất cả đã có mặt tại khu trưng bày sản phẩm OCOP Quảng Ninh tại thủ đô Hà Nội. Mang đến sản phẩm OCOP 4 sao được chế biến từ trà hoa vàng, hợp tác xã này mong muốn được lan tỏa đặc sản vùng miền đến với người tiêu dùng thủ đô. Tất cả các sản phẩm chúng tôi mang có được đánh giá OCOP thì ra ngoài thị trường được khách hàng đón nhận và đánh giá rất là cao. Và đấy là một cái việc mà cũng hỗ trợ cho bà con nông dân, hỗ trợ cho chúng tôi, các nhà sản xuất rất là nhiều. Các cái sản phẩm đến gian hàng này thì có sản phẩm thì tôi, gia đình tôi cũng đã sử dụng. Và đánh giá vừa là đảm bảo về chất lượng cũng như là cái an toàn thực phẩm đấy, và phù hợp với người tiêu dùng. Không chỉ mang đến những sản phẩm OCOP mang đậm hương vị vùng biển như nước mắm, gia vị, cốt phở, xá sùng, doanh nghiệp này còn kết hợp với nhà hàng mang phong cách hang động Vịnh Hạ Long để người tiêu dùng có thể trải nghiệm sản phẩm trước khi quyết định mua hàng. Theo doanh nghiệp này, cách làm này không chỉ góp phần lan tỏa sản phẩm OCOP mà còn là giải pháp thúc đẩy du lịch khi vừa quảng bá được văn hóa của Quảng Ninh đến với người dân thủ đô. Đây là một cái mô hình đầu tiên của công ty để giới thiệu sản phẩm của công ty đến người tiêu dùng bằng một cách thực chất nhất, thực tế nhất và nhận được cái feedback của khách hàng thường xuyên và trực tiếp. Tôi cũng mong rằng là qua cái sự kiện này thì lan tỏa được cái thương hiệu, được ý tưởng của tôi để mọi người biết đến cái sản phẩm và đến ủng hộ tôi nhiều hơn, cũng như là ủng hộ cho cái sản phẩm đặc sản OCOP của doanh nghiệp cũng như là của tỉnh Quảng Ninh nhiều hơn. Cái việc mà chúng tôi cũng mang những sản phẩm OCOP đến đối với các bạn ở Hà Nội thì đây là một cái việc mà tôi cho là rất là sáng kiến, và mang những cái sản phẩm đặc sản trong lòng di sản mà đến với Hà Nội được thì đây là một cái điều rất là sáng kiến, và chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi cần phải làm như thế và làm nhiều hơn nữa để giới thiệu với lại khách hàng ở trên này là nắm được, biết được và sử dụng được những cái sản phẩm OCOP mà có chất lượng đối với lại Quảng Ninh chúng tôi. Việc lồng ghép giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với không gian trưng bày, tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch đã đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, quảng bá sản phẩm OCOP, làm phong phú cho chương trình du lịch, tăng sức hút với du khách, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh.